thuyền sắp tới thành lũy Dung Nham. Hình như ta có thể kiểm soát ma pháp. Đây là sức mạnh của phong và lôi ư, dường như có thể hủy diệt mọi thứ. Sức mạnh lôi đình đều nằm trong sự kiểm soát của ta. Đi theo tôi. Khu vực an toàn đã được làm mới. Double kill.
Double kill. Vòng ma thuật sắp thu nhỏ lại. Khu vực an toàn đã được làm mới. Nguồn cung cấp đã đến.
Phòng ma thuật sắp thu nhỏ lại. Khu vực an toàn đã được làm mới. Người bán thiết bị đã xuất hiện. Các nguồn cung cấp sắp đến trong 30 giây. Chú ý dùng trinh sát. Double kill. Vòng ma thuật sắp thu nhỏ lại. Chỗ này có hàng ngon. Khu vực an toàn đã được làm mới. Bạn đang ngồi phi thuyền ma pháp Hắc Kim. Phi thuyền sẽ mang bạn vào thánh địa anh hùng.
thuyền sắp tới di tích Thất Lạc. Sức mạnh lôi đình đều nằm trong sự kiểm soát của ta. Tập hợp, chuẩn bị mở đội. Tập hợp, chuẩn bị mở đội. Chuẩn bị mở đội. Tập hợp, chuẩn bị mở đội. Chỗ này có hàng ngon. Khu vực an toàn đã được làm mới. Chỗ này có hàng ngon. Chỗ này có hàng ngon. Double kill. Double kill. Đi theo tôi. Chỗ này có hàng ngon.
chú ý dùng trinh sát. Double kill. Vòng ma thuật sắp thu nhỏ lại. Những con rồng đã xuất hiện. Đi theo tôi. Triple kill. Quadra kill. Chỗ này có hàng ngon. Cấp an toàn đã được 30 giây. Đã đến. Double kill. Đáng ghét, bị phát hiện rồi, mau chạy đi.
vẫn bị đuổi chị. Chết rồi, chạy không nổi rồi. Chú ý dùng trinh sát. Vòng ma thuật sắp thu nhỏ lại. Bỏ đi, đừng đánh. Đi theo tôi. Khu vực an toàn đã được làm mới. Người bán thiết bị đã xuất hiện. Double kill. Nguồn cung cấp sắp đến trong 30 giây. Sao vẫn bị đuổi vậy? Chết rồi, chạy không nổi rồi. Các nguồn cung cấp đã đến. Đi theo tôi. Vòng ma thuật sắp thu nhỏ lại. Khu vực an toàn đã được làm mới. Đi theo tôi.
an toàn đã được làm mới. Chú ý dùng trinh sát. Vòng ma thuật sắp thu nhỏ lại. Khu vực an toàn đã được làm mới.